nghe âm thanh du dương của tiếng cười trên môi ấm áp như mặt trời tan đi bao giá băng. Ánh mắt em như xua màn đêm đưa anh đi qua bao đau thương, nắm tay anh đi cùng anh nguyện một đời yêu em. Em xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì tiếp tục em lại giới thiệu với tất cả các bác một bộ mic xua. Đây là bộ mic xua mà bên em đang bán rất là chạy nhé. Mic xua UR32D. Cái dòng mic xua thì nó đã có từ thương hiệu rất từ lâu rồi đúng không ạ? Đấy. Thì sản phẩm này hiện tại thì bên em đang phân phối toàn quốc với giá là 3.200.000 đồng. Mic xua mã là UR32D, hàng cao cấp các bạn nhé. Bộ mic này thì nó sử dụng 4 hộp sóng, 4 dâu băng tem. Hát vừa rồi thì em hát thử một đoạn đấy thì cũng rất là ok, hát rất là nhẹ các bạn nhé. Và đặc biệt anh em có thể thấy là sóng thì nó, bộ này sóng xa lắm, tầm 100-150m, rất ok. Tay mic cầm rất là đẹp, anh em có thể thấy này, tay mic cầm quá ok luôn. Mic đuôi chuột anh em nhé. Bộ mic đuôi chuột này thì cầm quá là chắc chắn, rất là chắc chắn và rất là đẹp. Cái sản phẩm mic xua UR32D thì bên em bảo hành cho các bác lên tới là 1 năm, phù hợp cho các bác karaoke gia đình và các bác có thể làm show sự kiện ngoài trời đều ok đó. Và với cái bộ mic này thì anh em thể thấy này, màn giao diện được thiết kế rất là đẹp các bác nhé. Ok chưa, tắt nút tắt mở được đặt ở phía trước này, chúng ta có thể dò tần số bằng tay, dò tần số tự động, chỉ cần độ to nhỏ tùy theo ý thích của ta. Ok chưa. Và cái sản phẩm này thì bên em cũng đã bán rất là nhiều, đi lắp những bộ dàn karaoke gia đình cũng rất là nhiều. Và đặc biệt cái tiếng mic nó hát nó rất là hút và rất là nhẹ các bác nhé, rất là nhẹ. Thì anh em nào mà quan tâm đến cái bộ mic xua UR32D đẹp như thế này nhé, thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em, có một cái giá rất là tốt. Cái hàng này thì tất cả khi chúng ta mua đều là hàng bóc hộp hết, hàng đập hộp, ok chưa? Bảo hành lên tới là 1 năm, hai tay mic cầm rất là đẹp, anh em thể thấy hai tay mic cầm rất là ok các bác nhá, cầm rất là chuyên nghiệp. Một trong đây là những dòng mic đuôi chuột thì cầm nó quá là đầm và rất là chắc tay, ok chưa? Thì anh em quan tâm đến cái sản phẩm mic xua UR32D này thì liên hệ trực tiếp với bên em để được tư vấn kỹ hơn nhé. Một video ngắn giới thiệu về bộ mic xua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.